có chuyện gì vậy Trang? Lâu rồi tôi không gọi hỏi thăm. Cuối cùng là tên ăn bám đó đã bỏ bà già Rambon chưa vậy? Dì Rambon ơi, dì thấy sao rồi? Con vẫn còn ở đây hả? Dì có ổn không dì? Nếu dì thấy không khỏe, dì có thể nằm ở đây nghỉ cũng được mà. Không, dì không ở đây nữa đâu, dì sẽ về. Chị muốn về nhà, tôi khuyên chị tốt hơn hết là không được tự lái xe về trong tình trạng này. Chị đang mang thai tuần thứ 6, và nghén nặng như vậy sẽ dễ gây ra cho chị mệt mỏi. Tôi đề nghị để người nhà của chị gọi điện thoại cho ba em bé tới đón sẽ an toàn hơn nhiều đó. Con gọi điện cho Na Cha tới đón gì được không? A Cha. A Cha đang gọi đi. Dì ơi, một chút nữa sẽ có người đem xe đẩy tới. Đem tới làm gì, dì không ngồi đâu. Dì có thể tự đi. À, dì ơi, dì Rambon. Ôi, sao dì lại bị thương vậy? Dì bị đá cát vào tay lúc ở biển. Lúc đó dì đã để con và Cha ở với nhau. Có lẽ con đã biết là tại sao dì lại nhốt hai người là con và Cha chung một chỗ rồi đúng không? Chuyện đó hãy bỏ qua đi dì. Không bỏ qua được. Đây chính là thời điểm dì phải nói chuyện này với con đó. Con giận dì lắm đúng không hả? Con không giận gì đâu. Nhưng con thấy đau lòng. Dì muốn nói với con là dì không cố ý làm như vậy. Nếu con yêu một ai đó nhiều đến mức không thể nhìn người đó bước ra khỏi cuộc đời con, thì có lẽ con cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để kéo người đó trở lại. Dù cho những việc con làm nó thật là thiếu suy nghĩ. Vì con biết rất rõ là dì yêu anh A Cha rất nhiều, nên là con không hề giận gì. Nhưng con thấy đau lòng vì dì làm như vậy với con. Và con càng cảm thấy đau lòng hơn. Đó là dì thành ra như vậy là tại vì con. Vì con đã không chịu dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa với anh A Cha, nên dì Rambon mới làm vậy. Trời ơi, Ly à. Nếu như con có thể đưa ra quyết định quyết đoán và con không can thiệp vào cuộc sống của dì nữa, thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy. Nhưng con thật sự không thể nào bỏ rơi dì được đâu dì à. Con lo lắng cho dì rất là nhiều. Con không phải lo cho dì đâu Clea. Dì không phải là người tốt để con yêu thương và lo lắng tới mức như vậy đâu. Điều đó không đúng đâu dì ơi. Như vậy đi, từ nay trở về sau con không cần phải lo cho dì nữa. Bởi vì sau này
Dì đã có ai cha và con của ai cha ở bên cạnh dì rồi. Dạ, con vẫn nhớ rõ dì từng nói là dì rất muốn có em bé. Có như vậy thì gia đình của dì sẽ trở nên viên mãn. Vì lúc đó dì vẫn chưa có con nên dì đã nhận con về nuôi. Phải, nhưng sự thật thì con vẫn là người dưng với dì. Con không thể khiến cho gia đình dì trở nên hoàn thiện như dì mong ước. Cuối cùng thì bây giờ dì đã có con ruột rồi, dì sẽ có được hạnh phúc như dì đã hy vọng. Và con cũng thấy vui cho dì. Cảm ơn con nhiều nha, Clea. Nhưng để dì có được ngày hôm nay, dì cũng phải trải qua nhiều chuyện. Dì sẽ không sống nổi nếu có người làm con dì và ai cha biến mất đâu, con hiểu chứ? Nếu như người dì đang nói tới là ám chỉ con thì dì không phải lo sợ chuyện đó đâu. Dì từ nay về sau, dì đã có người bên cạnh chăm sóc thì con không còn phải lo nghĩ cho dì nữa. Kể từ bây giờ, con sẽ thực sự rời xa dì. Con cảm ơn dì đã nuôi nấng và giúp đỡ một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ như con. Con cảm ơn dì đã cho con cơ hội này. Cảm ơn dì đã cho con cuộc đời này. Cảm ơn dì đã dạy dỗ và chăm sóc cho con. Công ơn nuôi dưỡng của dì, con sẽ đền đáp cho dì cả đời này cho tới kiếp sau. Con quỳ lạy đội ơn dì, dì Rambon. Con lại chào vĩnh biệt dì từ đây. Dì cảm ơn con rất nhiều vì tất cả những điều con đã làm cho dì. Nhưng trước khi chia xa, dì muốn con làm một việc nữa cho dì, và đó là việc cuối cùng. Con đừng nói chuyện dì mang thai với Sa Đơm nha. Dì muốn bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh ta. Dạ, con sẽ không nói chuyện này với Dượng Sa Đơm đâu. Chúc con sau này may mắn. Dì xin lỗi con, Clea. Vì dì đã quá ích kỷ. Anh mới là người phải nghe em nói đây. Dì Rambon là ân nhân của cả hai chúng ta.
Vì nuôi dưỡng dạy dỗ em nên người, vì chu cấp cho cuộc sống của anh. Vì làm như vậy là vì dì yêu anh, và em cũng yêu dì Rambol rất là nhiều. Việc cả hai chúng ta nên làm là đền đáp lại công ơn của dì Rambol. Chúng ta phải làm cho dì Rambol hạnh phúc, chứ không phải làm những chuyện bội bạc này. Anh biết là công ơn của chị Rambol đối với anh và cả gia đình anh to lớn đến cỡ nào, cho nên anh mới dùng thân để trả ơn đó. Nhưng mà trái tim của anh, cảm xúc của anh, chúng vẫn luôn là của anh. Không ai có thể ép buộc anh nghĩ theo điều người khác muốn được. Trái tim của anh có thể được tự do yêu ai cũng được. Không đúng đâu anh A Cha. Cả tâm hồn và thể xác đã bị đóng băng từ khi cả hai chúng ta đưa tay đón nhận sự giúp đỡ của người khác rồi. Nếu nợ nần tiền bạc thì có thể trả hết, nhưng nợ ân tình thì có trả cả đời cũng không hết được đâu anh. Clear. Anh nên cảm thấy vui vì cuộc sống của anh từ nay trở về sau sẽ có dì ấy chăm sóc. Anh sẽ không phải sống khổ sở nữa, vì dì Rambol sẽ sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi thứ mà anh yêu cầu. Anh sẽ được hạnh phúc. Phải, cuộc đời anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, không còn đau khổ nữa. Nếu như anh không yêu em tới điên khùng như vậy. Anh có cuộc sống riêng của anh, em có cuộc sống riêng của em. Cả hai chúng ta mỗi người có cuộc sống riêng biệt rồi, đừng làm phiền tới em nữa. Nếu như anh làm được, có lẽ anh đã làm từ lâu rồi kia. Nhưng mà anh không làm được nên mới phải ở đây đó. Chừng nào anh có việc làm thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chị Rambol. Không được đâu anh A Cha, anh làm như vậy là không được đâu. Chị Rambol yêu anh rất nhiều. Nhưng anh không có yêu chị Rambol. Dù chị Rambol có cố gắng mua nhiều đồ cho anh, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là anh cảm thấy tội nghiệp chị Rambol mà thôi. Nếu anh thương hại chị Rambol thì anh hãy yêu chị ấy đi. Nếu anh có thể điều khiển được tình yêu thì có lẽ chúng ta không ra nông nỗi này rồi Clear. Chờ anh một thời gian nữa nha Clear. Một khi anh có được việc làm và có thể kiếm được nhiều tiền, anh sẽ tới đón em. Từ đây trở về sau, con không cần phải lo cho gì nữa đâu. Bởi vì sau này dì đã có A Cha, và con của A Cha ở bên cạnh dì rồi. Em xin lỗi dì Keo, dì bây giờ mới tới làm việc. Không sao đâu mà em. Anh Shadow gửi cái này cho Clea nè. Thật sự là em không muốn lấy đâu chị. Sống không còn điện thoại em cảm thấy rất yên bình. Anh Shadow lo là còn có người khác không thấy yên tâm. Ai vậy hả chị? Thì là bác sĩ Obad đó. Anh Shadow nói là những lúc bác sĩ Obad gọi đến máy bàn, Clea chỉ nói vài câu rồi gác máy. Anh Shadow mới nghĩ có lẽ Clea muốn được nói chuyện một cách riêng tư hơn, nên anh ấy đi mua điện thoại cho em đó. Em nhận lấy đi. Em nói chuyện với anh Obad vài câu không cần không gian riêng gì đâu chị. Chị em không có gì để nói với anh Obad hết đó. Chị nghe Choi nói là Chàng gọi đến báo cho em biết chị Rambol phải vào bệnh viện. Chị xin lỗi em, chị thật sự không muốn xen vào chuyện của em đâu. Nhưng mà chị xem em giống như em gái của chị vậy. Có chuyện gì xấu thì chị sẽ lên tiếng. Chị không muốn em gái chị gặp phải chuyện không may. Chị Keo à,
Chị cũng biết là việc yêu một người nào đó sẽ đem lại cho em cảm giác đau khổ, mặc dù em đã biết rõ điều đó. Nó khiến em không còn muốn yêu nữa. Nhưng mà em... Chị không có cấm cản việc em có tình cảm với ai hết, vì chính chị cũng không thể kìm lòng được bản thân. Nhưng mà có điều chị muốn nói với em, đừng quên việc yêu thương chính bản thân mình. Chị biết trong chúng ta ai ai cũng muốn ở bên cạnh người mà mình yêu thương hết. Nhưng mà khi họ không còn yêu chúng ta nữa thì em phải suy nghĩ lại, khi mà em ở bên cạnh người đó có còn cảm giác hạnh phúc thật sự hay không. Chị kêu, đôi khi sẽ có những chuyện không xảy ra như bản thân em hy vọng đâu. Xã Quyết, đã ăn cơm chưa? Ba kêu. Dù Sa Đơm nhắn hỏi chuyện chị đưa điện thoại cho em chưa, có phải không? Không phải là anh Sa Đơm đâu. Dạ. Đừng quên cho bản thân em một cơ hội nha, Clea. Khi nào có thể ngừng lừa dối bản thân càng sớm thì khi đó nỗi đau em phải chịu đựng sẽ giảm đi. Chị Rampon, chị Rampon bị làm sao vậy? Tôi không bị sao hết. Tại chị bị làm sao vậy chị Rampon? Sao máu cứ chảy ra không cầm được vậy? Tôi nghĩ là chị nên đi tới bệnh viện để tôi đưa chị đi nha. Không cần đâu. Chị Rampon, Aja, đêm nay cậu trở về phòng cậu ngủ đi được không? Tôi thấy mệt lắm, tôi muốn ngủ một mình. Chị không muốn tôi lại chăm sóc cho chị hả? Muốn chứ Aja, nhưng mà không phải bây giờ. Tôi mới trở về nhà, tôi cảm thấy cơ thể của tôi vẫn còn dơ bẩn lắm. Chị Rampon, không cần lo đâu ai cha. Vết thương sẽ nhanh chóng lành trở lại thôi. Tôi không muốn. Tôi từng nói với cô rồi, tôi và cô không thoát khỏi nhau được đâu. Cuối cùng thì chúng ta cũng trở về làm vợ chồng của nhau thôi. Không có là vợ chồng gì hết. Những gì trước đây đã làm với tôi còn đáng khinh và ghê tởm hơn lũ quái vật. Tôi là người xấu, cô cũng là người xấu. Cặp đôi khác cùng đưa nhau lên thiên đàng, còn tôi và cô cùng nhau xuống địa ngục thôi. Mẹ Aja đâu rồi? Cô Rambo có chuyện gì sao cô? Chào bà. Sao bà lại xuống đây làm gì?
Bà chỉ mới xuất viện được mấy tuần thôi, bà nên ở trên phòng nghỉ ngơi chứ. Không được đâu, tôi nằm viện mấy tháng qua là đủ lắm rồi cô Rambon. Cô để cho tôi đi lại đây đó một chút. Cô Rambon đi đâu về vậy? Còn A Cha đâu? Hai người không đi cùng nhau sao? Chúng tôi không có đi cùng nhau. Tôi để A Cha đi giám sát việc thi công chung cư mới thay cho tòa nhà cũ đã bị hỏa hoạn lúc trước đó. Nếu cô Rambon có việc gì, cô cứ tự nhiên sai bảo A Cha đi làm. Gia đình tôi đã tới nhà cô ở thời gian gần đây. Nếu có thể làm được gì cho cô Rambon thì mẹ con tôi luôn sẵn sàng. Sao bà nói nghe cứ như người ngoài vậy hả? Dù sao thì chúng ta cũng là một gia đình mà. Vì tôi cho A Cha đi giám sát thi công chung cư mới là vì tôi nghĩ tôi sẽ giao toàn bộ quyền quản lý tòa nhà mới đó cho A Cha. Thật vậy sao? Nhưng như vậy có phải là quá nhiều không? Chúng tôi chỉ tới ở nhà của cô Rambon thôi, mà gần đây A Cha đã bị mang tiếng xấu nặng nề. Nếu như cô để cho nó được quản lý chung cư mới thì không biết A Cha sẽ bị người ta xỉa xối đến cỡ nào. Miệng lưỡi của người đời chỉ là tầm thường thôi, có thể làm được gì chúng ta chứ? Bởi vì cho dù là tôi và A Cha có ở chung một nhà, nhưng cả hai chúng tôi đều không giống như những cặp đôi vợ chồng khác. Tôi cũng không thể thay đổi điều đó ngoài việc cam chịu. Dù sao thì có lẽ tôi cũng sẽ bị điều tiếng cả cuộc đời thôi. Sự thật thì A Cha cũng muốn làm mọi việc nghiêm túc và phải phép. Nhưng A Cha nó lại sợ là cô Rambon không muốn ở với người đàn ông không có gì ngoài thân xác như nó. Cô Rambon cũng biết mà, A Cha là người khiêm tốn, biết thân biết phận, có phải không cô? Đôi khi tôi cũng không chắc chắn lắm đâu. Không biết A Cha là người khiêm nhường hay vì cô ấy không yêu tôi thật lòng. Nó yêu cô thật. Cô Rambon cứ tin ở tôi đi. A Cha, con trai của tôi, một tay tôi nuôi nó khôn lớn. Nếu cô Rambon thật lòng không chê bai con trai của tôi thì tôi có thể đảm bảo là nó sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô.